15 minutes. So when are you coming? She goes twice. Ê, lá ở đây đẹp nè. Phía bên phải. Có cái gì mà đẹp? Đó, đẹp không? Không. Sao mấy chỗ này nó cháy hết rồi, không đẹp. Nè. Trời ơi, nãy mình mà một dùm đi coi chừng nha trơn. Trời, nhỏ này đứng ghê quá vậy. Con giỡn hả Trân? Hả? Con giỡn mặt hả? Con có biết con đang đứng gì vậy đâu. Trời ơi. Má nói rồi, con té con nhào lăn xuống luôn á. Nó không có nhìn dưới chân nữa. Nó mốt con phải nhìn dưới chân. Con thấy đẹp quá, con lo chụp. No. Má nhắc mà con không nghe đó. Có giá nó chụp nè. Chọc con hả? Bữa nay quay con nè coi nè. Ừ, đẹp ha, cái ánh sáng á. Phải không Trân? Đường này có phải đường ra bờ hồ không? Đi xuống chút nữa nãy phải không? Hình như mới thấy hồi nãy ngay chỗ mình ăn quẹo xuống cái cua là kia là mình đi ra bờ hồ xong rồi mình về đi mọi người. Mình đi đâu bún bò. Kịp ăn không? Biết có kịp ăn không? Không kịp rồi, mai. No. No. Nope. He don't care.
có gu cái này mà có máy chụp đẹp. Yeah. Mắc cấp vô rồi. Ok, go go go. Đẹp quá hả? Đẹp quá ha, hồng ha. Yeah. Wow. Mậu Lan quay nhiều thứ quá rồi, xong Mậu Lan phải. Wow. Wow. Coi kìa, coi kìa. Chờ chút đi. Khi nào con vẽ được như vậy này. Wow, beautiful. Right. That's amazing. Đẹp quá hả? Thấy không, mấy cái cây vậy mà nó đẹp lắm, thấy không? Trần đẹp quá ha. Ồ, kìa, cái cây kia hay chưa? Cái cây kia nó có cái dây leo màu đậu đúng cái thân đó kìa. Ừ. Để em chụp hình đó. Con coi mấy con gì ở phía sau má mày không? Không, không có. Tháng mưa quá, đẹp quá hả? Rất là con chó kìa. Ừ, này đẹp này trời.